đi mãi rồi. Xin chào các bác, táo mèo khô bên em hàng vừa về nhiều nhé. 1 kg táo mèo khô tháng 7 hiện tại thì đang có giá là 85.000 đồng 1 kg. Và hàng đợt này thì như các bác nhìn thấy ở đây rất là đẹp, táo khô cong luôn rồi. Mỗi 1 kg táo khô này thì các bác ngâm với khoảng tầm 9 đến 12 lít rượu. Và mọi người có thể sử dụng cái rượu nồng độ vừa phải, khoảng 30 đến 35 độ thôi, không cần phải sử dụng rượu nồng độ quá cao. Đấy, tùy vào sở thích thôi, nếu mà bác nào mà uống rượu nặng thì mình ngâm rượu nặng. Đấy. Nhưng mà thường thì mình chỉ cần ngâm 30 đến 35 độ mới dễ uống ạ. Và các bác mà thích ngâm đặc thì các bác ngâm bớt rượu lại, hoặc là các bác mà muốn uống nó vừa phải, nó loãng hơn thì mình tăng thêm rượu một chút. Thì táo mèo nó là một cái sản phẩm mà được coi nó là vừa bổ vừa rẻ nữa. Bởi vì sao ạ? Chỉ có 85.000 đồng 1 kg thôi mà các bác có thể ngâm tới hơn 10 lít rượu. Nếu mà đi so sánh với những cái sản phẩm đồ ngâm rượu khác thì táo mèo nó rất là rẻ. Đấy. Và nó cũng không quá là kén người sử dụng đâu. Thế nên là các bác có thể là ngâm cái rượu táo mèo này thì các bác có thể là đãi khách này, hoặc là bạn bè ngồi lai dai với nhau, hoặc là những cái dịp mà cỗ bàn đấy thì mình sử dụng nó đều rất là hợp lý. Thì các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0868184777. Thì các bác có thể là gọi điện trực tiếp, hoặc là các bác nhắn tin, nhắn Zalo cho em. Thì bên em hàng vẫn ship code toàn quốc và các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác cứ mở hàng ra kiểm tra hàng đúng cái sản phẩm táo mèo khô Tây Bắc thì các bác nhận hàng ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác hãy like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều cái thông tin video mới, sản phẩm mới của bên em nhé.